Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng ngón bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Astra cho cả 3 phiên bản từ phiên bản Premium, bản số tự động, bản thường và bản số sàn. Khi mà sang tháng 10 này, chiếc xe Mitsubishi Astra cả 3 phiên bản này nó thay đổi chương trình khuyến mại nha Đặc biệt dành cho bản số tự động, bản thường đấy ạ. Chiếc xe Mitsubishi Astra nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Kia Soluto, Winasen hay là rất nhiều xe trưởng Việt Nam ạ. Ok đến vào chi tiết từng phiên bản ạ. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Acha bản số sàn ạ, bản thấp nhất của dòng xe Mitsubishi Acha với giá miết của chiếc xe này đang là 380 triệu. Sau tháng 10 này thì lại lịch chúng em đồng bàn với giá đang là 341 triệu ạ. Ngoài ra tặng thêm cho anh em Của phim cách nhiệt, trải dần ra và cam lanh trình ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số sàn này là nó đang là 409 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 382 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì là 389 triệu. Và ở Thế Minh thì là 401 triệu ạ. Còn đối cho góp anh em chuyển một ra với giá đang là 140 triệu thôi ạ tỉnh thì là 113 triệu tỉnh A Thu Trăm thì 120 triệu và ở Thái Minh thì là, là 132 triệu ạ có được một giá tốt hơn hay một khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy có định cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Ok, tiếp theo thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động, bản thường ạ. Với giá mít của chiếc xe này đang là 460 triệu. Sang tháng 10 này thì lại lịch chúng em đang bàn với giá đang là 402 triệu ạ. Ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trả dần ra và cao lên trình. Đây là chiếc xe phim sản xuất là 2023 em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động bản thường này Lá đỏ đang là 479 triệu ạ. Còn tỉnh thì là 451 triệu. Tỉnh A Thuân Trăm thì là 460 triệu. Và ở Thế Minh thì đang là 470 triệu đồng thôi ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link. Đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, Lát xuống ngày thế nào thì anh em đều tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để vận thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Acha bản mà Prime Với giá miết của chiếc xe này đang là 485 triệu. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 10 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 423 triệu đồng thôi ạ tức là đang giảm giá cho anh em là 45 triệu tiền mặt ạ. À. Ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim quá nhiệt, trải sàn da và camera hành trình ạ. À. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản Prime M này là nó đang là 520 triệu thôi ạ. Còn tỉnh thì 491 triệu, tỉnh A phần trăm thì 501 triệu và ở Thế Minh thì 511 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 173 triệu, tỉnh thì 144 triệu tỉnh A Trung Trâm 154 triệu và ở Tây Minh thì là 164 triệu ạ. Ok, vậy dòng này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng hơn bánh, chương trình khuyến mại cho ba phiên bản của chiếc xe Mitsubishi Astra rất là chi tiết khỏe rồi. Và dòng này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì hôm nay đăng ký kênh giùm nha. Để em sẽ cập nhật về giá xe thông dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau để cho Sơn lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm nhau xem này cả ạ